đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được sự đồng hành của nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già, thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC. Trải qua rất nhiều tập Mẹ Chồng Nàng Dâu và được biết rất nhiều cái góc khuất trong cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu. Và ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều đó quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Chắc là mình về mình sợ mẹ chê mình chậm chạp nên mình cứ nhanh nhẹn, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, bát thì bát cứ va vào nhau á. Thế là nó mẹ. Xin mời. Chào cô. Yeah. Dạ. Mời cô ngồi. Chào cô, chào chị. Xin mời cô giới thiệu về mình. Tên tôi là Nguyễn Thị Yến, đến từ Thanh Hóa, năm nay 54 tuổi. Công việc chính bây giờ là đang là ô sin cao cấp. Chắc là cán bộ. Cán bộ luôn, chăm sóc con cháu, nấu cơm, quét nhà, đủ thứ nói chung là... Đây là còn được thêm cái là được ăn ô sin cao cấp, nghĩa là ăn với chủ, ngủ với chủ và quản lý chủ luôn. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Lê Lộc, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hiền, năm nay em 28 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em làm nhân viên y tế và bán hàng online ạ. Em đến từ Thanh Hóa và em làm dâu của mẹ được 2 năm rồi ạ. Dạ, em có một bé được gần 9 tháng rồi ạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô ấn tượng thế nào? Nói đúng khi đó các cháu còn quá trẻ và tôi cũng không đồng ý. Vì khi đó con dâu tôi mới 20 tuổi, con trai tôi mới 21 tuổi. Nhưng con trai tôi và con dâu tôi có trả lời là khi đó là các cháu mới bắt đầu vào học. Con trai là học ở bên Lọc Hóa Dầu, mà con gái, con dâu thì học ở bên Y. Các con nếu mà học thì đừng yêu, mà yêu thì đừng học. Xong con trai, con dâu tôi trả lời là vừa học và yêu là mục tiêu phấn đấu. Thì trong 7 năm cũng đã đạt được cái nguyện vọng của các cháu là vừa học vừa yêu là mục tiêu phấn đấu, thì các cháu cũng đã ngày nghề cũng đã ổn định. Cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái lần gặp đầu tiên đối với mẹ chồng chị có ấn tượng gì không? Mới đầu đang yêu thì thấy chồng nói là mẹ có vẻ là khó tính, nghiêm khắc, thì em cũng thấy sợ sợ. Còn lần đầu tiên gặp mẹ thì thấy mẹ to béo cũng thấy sợ thật, nên em cũng hơi e dè. Cô có một cái của mẹ em đó, em chưa kể. Nhà em mà cứ khen mẹ em cái gì là cứ được ăn hoài, được ăn nhiều lần luôn. Trước khi lấy chồng thì em có nghe chồng em bảo là ngày xưa mà cái dịch cúng gà ấy, thì lúc đấy gà nhà em chưa bị làm sao cả, thì mẹ em mới làm cho ăn liên tục, cái thằng em thứ hai nó phát khóc lên rồi đấy. Nên mà không ai dám, mẹ có nấu ngon hay không thì cũng không ai dám khen. Biết là ngon thì để giữ trong lòng thôi. Nhưng mà em biết em cũng nghe vậy rồi để em cũng rút kinh nghiệm á. Nhưng đến khi từ cái ngày em lấy chồng thì cái hôm đấy tự nhiên mẹ em mua con cá chim. Cái cá chim em thích ăn mà. Em về em thấy mẹ em mua cá chim, em bảo ôi hôm nay mẹ mua cá chim mà đúng cá con thích luôn. Đây là mẹ bảo là nhưng mà cá này bố không thích ăn á. Thế là em bảo mẹ cứ nấu đi rồi đến chiều bố về bố ăn, đừng có nói đây là cá chim, xem bố có ăn không. Đến tối thì thấy bố vẫn ăn bình thường, không thấy nói gì hết. đến sáng hôm sau thì chồng em với bố với thằng em trai nữa đều mang cá chim đi làm để ăn trưa đấy ạ. Thì chắc là mẹ thấy tưởng là ăn ngon nên mẹ mai mẹ lại mua thêm một bữa nữa. Mai lại vẫn cá chim. Thế là hôm đấy em vẫn còn thích, lại bảo mẹ lần này nấu kiểu khác đi, sốt cà chua đi. ăn đến hôm sau em vẫn mang cá chim đi làm, đến 2 ngày sau em thấy mẹ em lại mua cá chim. Lúc đấy em vẫn ăn được, em thấy nhà em không có ai nói cái gì hết nữa rồi. Thế là em ăn được nhưng em không nói, không khen ngon hay là không nói dở nữa. Khen nữa là ăn nữa. Vâng, cái thôi. Bố em có khen không? Không, bố em không biết đấy là cá chim. Thế là đến em không dám khen, lần này không dám nói gì nữa, cứ âm thầm mà ăn thôi. Đến vài ngày sau, đến lúc em chạy xuống thấy mẹ đi chợ, lại thấy một con cá chim đang nằm ở trong chợ. Em vừa ngậm ngùi vừa giữa con cá chim, em bảo mẹ ơi, thôi lần này chim là dừng nhá, không chim nữa, chán chim lắm. Từ hôm đấy đến nay thì mẹ cũng chưa có mua cá chim lần nào nữa. Tối nay chú về thử chú mua cá chim ăn thử coi. Nó ngon không? Khi về làm dâu thì thấy mẹ khó không? Mới đầu mẹ cũng nhắc nhở em rửa bát, mẹ kêu là
bát nào nó cũng mẻ bị sứt đấy. À em nhìn bát thì em thấy đúng bát nào em cũng thấy mẻ. Ủa sao vậy? Mẹ la là giữa khi ăn có là mẹ cái bát mẹ bát. Vài hôm sau em mới bảo mẹ là mẹ ơi vứt mấy cái bát này đi, không là ăn nó bị đau mồm lắm. Đây là để mục đích của em là để kiểm chứng xem có đúng là em làm mẹ bát hay không. Là cuối cùng là ai làm? Cuối cùng là em làm thật ạ. Chắc là do em lúc em lấy chồng thì lúc đấy em cũng mới đi làm ở bên Nhật về á, thì cái thói quen bên đấy thì cứ ăn xong là dùng đồ một lần, cứ ăn xong là vứt đấy. Thì chắc là mình về mình sợ mẹ chê mình chậm chạp nên mình cứ nhanh nhẹn, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, bát thì bát cứ va vào nhau á, thế là nó mẻ. Con dâu có nấu nướng này khá không cô? Dạ con dâu thì mới đầu thì cũng cảm mọ vậy sợ sắc. Mẹ cũng nói là cũng cưỡi mỡ là nhà ta cũng không ăn cái gì mà cầu kỳ lắm. Dạ. Thì con cứ nấu bình thường thôi. Nhưng mà ở nhà là hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị? Dạ hai mẹ con hợp nhau thì đều nóng tính, thẳng tính. Có gì không phải là mình mẹ con nói tâm sự luôn để cho nó khỏi khúc mắc trong lòng. Nhanh nhẹn, sạch sẽ như nhau cả. Dạ, mình còn hợp nhau điểm gì nữa không cô? Ăn mặc hay là ăn uống? Ăn uống thì nói chung là chó cũng rẻ đó, có riêng có cái là chó như không hợp, như cái là toàn bộ gia đình tôi thì ăn cái gì cũng muốn bỏ rau thơm. Nhưng riêng con dâu lại không bỏ rau thơm, bất kỳ rau gì cũng không ăn. Tôi muốn chi mà mới lạ thì phải múc riêng cho con dâu là một bát riêng. Còn rồi bỏ rau thơm vào cả nhà ăn sao? Tính tôi thì tiết kiệm. Tôi chỉ đi khỏi nhà, đi ở đâu mà đi là lúc chỗ đó cần điện tôi mới bật. Nhưng con dâu tôi lại không. Kể cả ban ngày nấu vẫn mất điện. Thế nhưng mà cũng la nhiều lắm mà rồi cũng thôi trời cũng kệ. Chứ để cho bật cho sáng. Ban ngày bật điện chi gì em? Nấu cho sáng. Nhìn đồ ăn được đi. Rồi tiền điện, tiền nước mỗi tháng em có phụ với mẹ không? Dạ có. Thành ra mình xài thoải mái đúng không? Dạ. Nhưng mà chị ơi, ví dụ mình xài thoải mái quá rồi mẹ tiết kiệm rồi, có những câu chuyện nào mà nó dở khóc dở cười không? Dạ có. Mẹ em thì có tính tiết kiệm nên mà chiều nào mà em cũng giặt quần áo bằng tay á. Nhà thì mua máy giặt rồi nhưng mà mẹ không chịu giặt. Mẹ cứ kêu giặt bằng máy nó bẩn. Thế là có hôm sáng em dậy thì em cho cháu ăn á. Em cho cháu ăn xong em xuống em thấy mẹ vẫn đang giặt. Thế là em mới kêu mẹ lên là con cho cháu ăn xong rồi mẹ lên trông cháu cho con đi làm. Thế là mẹ lên em đi chạy xuống bếp em lấy quần áo em nhét hết vào máy giặt. Nhưng em không nói gì mẹ cả. Chiều về hôm đấy cũng không thấy mẹ nói gì. Thế là từ lần đấy em cứ thỉnh thoảng để ý mẹ không để ý là em nhét hết quần áo vào máy giặt cho nó giặt. Nhưng mà những lần đó là sao cô? Cô đang giặt giữa chừng mà chị bỏ đồ vô quần áo của cô rồi sao? Cô thì la không? Thì lúc đó chả la, lúc đó đã mất công phải giặt. Vậy sao lúc đầu mình không bỏ máy giặt, mình giặt luôn cho tiện cô? Tốn điện. Cách dạy con mình có gặp vấn đề gì không vậy? Cái đợt mà em mới 6 tháng em bắt đầu đi làm đấy. Thì em sợ bé đói á, em mới mua thêm một hộp cái bột lắc để lắc vào sữa cho bé nó no. Em dặn mẹ là lắc vào sữa cho con, cho cháu uống. Thì đến chiều đấy đi làm về mẹ mới bảo là uống cái này nó kiểu như là no lâu, nó không chịu ăn mấy về buổi trưa. Em không nói gì cả, em lo là đi làm mẹ không cho nó, không bỏ cái bột lắc đấy vào ấy. Thì em mới nói với mẹ là mẹ ơi cái bột này mua đắt lắm, mỡ ra một tháng mà không ăn hết là phải đổ đi đấy. Em biết tính mẹ tiết kiệm. Nghe nói như thế thì chắc chắn mẹ sẽ cho ăn. Thế là từ hôm đấy mẹ lúc nào pha sữa là cứ bỏ bột lắc vào để lắc. Tôi nhớ là tôi gia đình đi chơi, còn có hai vợ chồng nhà. Thì tự nhiên là thấy cái nét mặt của con dâu á, lán khác. Mới gọi hỏi vừa chứ Hiền ơi, con này đi đâu mà lại bị ong đốt? Con chối biểu là không, con có đi đâu mà bị ong đốt. Không ong đốt ra lại sưng mặt. Cho đến sáng nay thì tôi mở tủ, tủ của tôi á, ra thì thấy một cái áo. Để hỏi vừa là chiếc áo này có đứa nào để vào đây. Thì hắn nhận luôn. Hắn vừa là áo của anh Mạnh, tức là chồng hắn. Rồi xong con lại đem vào đây, vì là cái áo đó hôm qua có một tí sôn môi. Con định xé luôn đi đó. Rồi ơi chớ, xé lên là mất áo đó. Không mặc thì để cho em mặc chứ không được xé. Rồi xong mới hỏi thì vì là hôm qua anh nó đi với các ông Nhật. Đi vào chơi thì chắc là ở trong cái nhà hàng, để là người ta cũng vào nhà hàng á. Chả biết là có vào trong chỗ đó hay không, có tí sôn môi về có thế mà ghen tợn lắm. Để hai vợ chồng giận nhau hai ngày. Đến bữa con trai đi vắng thì tôi mới gọi con dâu vào, kể cho con dâu một câu chuyện.
tức là một câu chuyện thật giữa mẹ để cho con rút được kinh nghiệm. Thì từ đó đi là thấy đến chiều về thì vợ chồng lại thấy bình thường, không vấn đề gì cả, là rút kinh nghiệm. Từ đó đi là không thấy ghen nữa. Một tháng mà khi mẹ chưa giải thích thì thấy ghen tầm 2-3 lần. Vì 2-3 lần chồng đi thì 2-3 lần ghen. Đi 9 giờ là điện cho chồng về rồi. Không về nên còn điện nữa, có bữa điện từ 9 giờ nên người ta 12 giờ chồng về nha. Nhưng thấy son trên áo phải ghen rồi chứ. Tự nhiên đâu có son, đúng không em? Hả? Ghen em la ôm sòm trong nhà luôn vậy đó hả? Em chỉ dám la vài câu với chồng thôi, xong em không nói gì nữa. Rồi chồng em có giải thích tại sao có son không? Chồng em bảo là tại cái con đấy nó mỗi cổ này nó tựa tạm vào vai anh. Người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã. Chắc là sai lúc đó tiệc tùng gì đó, giỡn này kia, kia thôi. Không? Rồi cái lần ghen nhất gần đây nhất là ghen gì em? Gần đây ạ, trước khi đi thi chương trình này thì em với chồng em cũng có giận nhau một ngày. Cái chiều hôm đấy anh nó tắm mà ông bà ngoại đến chơi, thế là em với mẹ em bảo sao nay anh Mạnh tắm lâu thế, mãi không thấy ra. Thế là em mới đi, em đứng trước cửa nhà tắm em rình. Nhưng mà cửa kín quá không rình được cái gì cả. Đến khi mở cửa ra thì anh mới thấy em. Anh ấy giấu cái điện thoại ở trong cái tùm áo đồ mình thay lại, đồ dơ, đồ bẩn ấy. Chết, nhắn tin. Đấy, thế là em bắt đầu nghi ngờ. Em bảo là đưa điện thoại đây cho em xem. Thế là anh ấy không đưa. Anh ấy cao mà, nên anh ấy cứ dơ lên trên trời. Còn em cứ nhảy nhảy lên em với. Tranh nhau điện thoại. Thế là cuối cùng dắt nhau đi lên lầu vẫn tranh. Tranh nhau cuối cùng em tranh được điện thoại. Thế là anh ấy lại giật lại. Thế là cùng mày vượt rớt, vỡ luôn cái điện thoại đấy. Thế là hết luôn, chẳng điều tra được cái gì nữa. Ông đi tắm mà rình chi? Không có, chắc chắn là có vấn đề mới tắm lâu như vậy. Thì ông viết thơ trong điện thoại. Viết thơ trong điện thoại là sao? Cái vụ này á là chú biết, chồng em viết thơ cho anh. Thế ạ? Ê, không phải viết thơ chương trình. Tự nhiên viết thơ cho anh hết hồn. Đây, nói có sách mà có chứng. Để anh đọc cho em tin điều này nha. Vợ yêu, xin lỗi vợ vì cái chuyện trong nhà tắm viết thơ. Là viết thơ cho chương trình đó. Vì tôi muốn tạo sự bất ngờ cho vợ, thành ra là giấu giếm giếm, viết ở trong nhà tắm. Vì sự sợ chậm trễ gửi thư cho chương trình, đó là lý do trong quá trình soạn thư bị sự cản phá của vợ yêu. Kết quả là điện thoại bể nên gửi thư về cho chương trình trễ. À, thưa ba mẹ, kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ con đã trưởng thành và có một gia đình cho riêng mình, nhưng con vẫn cảm thấy mình còn quá nhiều điều phải làm cho mẹ phiền lòng. Cuộc đời con đã trải qua nhiều lần vấp ngã, nhưng luôn có mẹ và gia đình bên cạnh. Đặc biệt, giờ đây con có thêm vợ và đứa con trai đầu lòng, luôn sẵn sàng hy sinh, chấp nhận mọi việc thiệt thòi về mình. Con yêu vợ con nhiều lắm. Con cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với mẹ và vợ và gia đình của mình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả lắm vợ ơi. Chúc mẹ sức khỏe. Chúc vợ thật nhiều nụ cười trên môi. Đừng có giận gì vết son trên cổ áo. Con trai của mẹ, chồng yêu của em, yêu hai người nhiều lắm. À, chồng em muốn tạo cái sự bất ngờ thôi. Rồi, giải tỏa rồi được chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, cảm ơn cô với lại em rất là nhiều tham gia chương trình. Những câu chuyện rất là vui ha. Hôm nay cô có muốn nói gì với con dâu? Mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Mong con dâu là bớt ghen đi. Bớt để ghen cho vợ chồng hạnh phúc. Còn mẹ thì mẹ còn làm một cái để mà chia sẻ được. Nhưng khi mà mẹ đã qua đời rồi thì còn cái bệnh ghen thì là có lẽ là phải tan rã. Con cũng hứa với mẹ là từ nay con cũng bớt ghen hơn. Không cũng ghen tuông vớ vẩn nữa. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng cho hai mẹ con nha. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Chương trình có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và đây phần quà dành tặng cho chị là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Dạ, còn đây là cao linh chi và cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, giúp bổ dưỡng khí huyết, hạ cholesterol, giảm mỡ trong máu và trị được suy nhược thần kinh. Dạ.
con phần quà đặc biệt đó là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng của Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Như vậy chúng ta đã theo dõi mẹ chồng nàng dâu đầu tiên, còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Có làm dâu gì la lần nào không? Không luôn. 20 năm mà không gì có. Vậy là hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị? Hợp nhau nhất là đi siêu thị. Xin mời. Dạ, xin chào cô ạ. Dạ, chào chú. Dạ, mời cô ngồi. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. À. Dạ, tôi là Phạm Thị Tầm, 64 tuổi, quê ở Đồng Nai, Biên Hòa. Cô làm công việc gì? Dạ, tôi buôn bán ở nhà thôi. À, buôn bán ở nhà. Dạ. Dạ, dạ xin mời chị giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào Lê Lộc với khán giả. Em tên là Hoàng Thị Xuân Dung. Năm nay em 43 tuổi. Mình làm dâu mẹ. Em làm dâu của mẹ được 20 năm. Ồ. Hiện tại công việc của mình là gì chị hả? Mình ở nhà mình làm nghề thêu với lại may. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cách đây 20 năm đó. Cô cảm giác như thế nào? Dạ, thường thường thì đáng lẽ là con trai phải dẫn con dâu về, con gái về để ra mắt mẹ. Dạ. Nhưng mà nó quen với con dâu tôi thì là qua bà cô là Mai. Là Mai thì nó đem với dắt mẹ sang bên đấy, sang bên nhà con dâu. Thì sang bên đấy thì thấy gia đình thấy cũng đàng hoàng. Mà cháu nó cũng có vẻ ngoan ngoãn, cháu nào út ở trong nhà. Thành thử tôi cũng bằng lòng rồi lo liệu cho các cháu. À, tức là Mai xong mình cưới nhau luôn. Dạ, trong vòng 7 tháng. Ồ, vậy thì khi mà về nhà thì bao lâu mình mới yêu? Em không biết nữa. Không biết luôn hả? Bây giờ là ta yêu trước ha. Thời gian tìm hiểu xong rồi ta cưới nhau. Đúng rồi. Nhưng mà ngày xưa thì làm Mai xong rồi cưới làm luôn. Mai là cưới. Sau đó về yêu lúc nào cũng không biết nữa. Dạ. Nhưng mà cái lần gặp đầu tiên của chị với mẹ chồng á, chị có ấn tượng gì không? Đó là nhìn thấy mẹ hiền. Lùng lùng cũng giống mình. hai mẹ con có ăn cỡ. Hợp nhau về chiều cao. Dạ, hợp nhau chiều cao. Những ngày nào làm dâu á, chị có gặp vấn đề gì không? Vấn đề khó nhất của em là không phải là khó, nhưng mà mẹ người Bắc, mẹ ăn cơm hay bất cứ nấu canh, mà nấu canh rau đi thì người Bắc mình có cái vị là mắm tôm phải bỏ vô. Xong rồi cái em thì có cái là em không có ăn được, thì ví dụ như một tuần nấu 7 ngày canh thì hết 5 ngày là không bỏ vào rồi. Giờ mới khai. Ủa nhưng mà cô ăn quen rồi không bỏ vào thì cô có nhận ra được không? Cô nhận ra được, nhưng mà cô cũng thôi tỉnh bơ ra. Thôi. Tại xong vì lúc đầu thì mẹ không nói, cái về sau mẹ kêu hôm nay con quên bỏ rồi phải không? Rồi cái em nó dạ quên, chứ thật sự là cố tình. Nhưng mà bao lâu? Cỡ chừng 2 tháng thôi là mình quen với lại cái nếp sống của gia đình. Mẹ cũng biết đó, nhưng mẹ giả bộ hỏi con quên có phải không? Chứ lẽ nó xong mày không bỏ vô. Nhưng mà cô có vừa lòng với cái cách làm dâu con dâu mình không? Dạ, cũng vừa lòng ạ. Tại vì cháu nó là út mà nó biết nấu nướng như vậy là thôi mình cũng mừng rồi. Hễ mà nó không làm được á thì tôi lại bảo nó lên coi hàng rồi tôi xuống tôi làm. À, tức là mình cũng thay phiên nấu nướng vậy đó hả? Dạ. Có làm dâu bị la lần nào không? Không. Không luôn. 20 năm mà không bị la. Có. Vậy là hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị? Hợp nhau nhất là đi siêu thị. Tại vì ở nhà là mấy đứa bé đi siêu thị thì nó thích đi vô siêu thị nó thấy chơi. Là nó không bao giờ đi với mẹ với em cả. Nó đi với mẹ với bà là vô là tức là suy nghĩ ở nhà là mua bất cứ cái gì ở nhà suy nghĩ trước. Là vô siêu thị mua đúng cái đó là đi về, không đi lòng vòng. Không đó. Có đi dạo đúng không? Không có đi dạo. Ở đây đi dạo không đi cả ngày trời không mua được miếng nào chứ đi coi là chính rồi. Cô ơi có một điều lạ thế nè. Con dâu mình làm dâu 20 năm rồi. Mà chưa bao giờ cô la con dâu cả. Có lẽ là cô có giận nhưng mà cô không la hay là sao? Hay là con dâu mình vừa lòng hết 20 năm vừa qua? Không, tôi kể với anh Quyền Linh như vậy này. Hồi xưa tôi á, làm dâu và mẹ chồng á, bà khó lắm. Tuy là có một mình nhà tôi là con trai thôi. Bà cụ có mỗi một người con trai và một người con gái. Nhưng mà hễ mà tôi có cái gì mà hơn con gái á thì bà có vẻ bà buồn. Thành thử là bà giận bà hay la lắm. Cho nên tôi bây giờ con dâu con gái tôi cũng quý y như nhau hết à.
tôi không có thương đứa nào hơn đứa nào kém hết đấy. Mà hơn nữa thì con tôi nó lại mới mắc bệnh hiểm nghèo á, mấy năm nay á, khi mà nó bị bệnh như vậy á thì tôi cũng suy nghĩ quá. Xong rồi hôm mấy tôi đi lễ thì tôi đi lễ xong tự nhiên tôi đang đi lễ thì tôi quỵ ngã ra đường. Ngã ra đường thì cái chú kia chú để đỡ tôi lên, rồi chú ấy bảo là chứ có cái xe Honda đi qua, chú bảo vậy này, sao mà cái anh kia anh đụng cô mà sao cô không bắt anh lại. Bảo không, tự nhiên tôi quỵ tôi ngã chứ không phải là nó bắt. Ờ anh ấy mới đụng tôi. Vì tôi thấy nghe thấy cháu nó bị bệnh á thì tôi sợ là nhỡ nó làm sao thì bây giờ ba đứa con nó thì mình lại phải lo hết á, thì tôi cũng lo như vậy. Cho nên bây giờ con cái đứa nào tôi cũng thương lắm. Chị đi khám bệnh chưa? Chị có đi thường xuyên tầm soát không? Em điều trị được 3 năm. 3 năm rồi. Tức là em bị ung thư. Dạ. Điều trị 3 năm rồi, tình hình giờ sao rồi chị? Dạ vẫn bình thường. Dạ, cho em xin được hỏi tí xíu nha. Chị có thể chia sẻ cho em biết là những ngày đầu mà mình mới phát hiện bệnh á thì mẹ mình chăm sóc mình như thế nào và chị có những chia sẻ gì? À lúc ngày biết bệnh là em chưa nói với mẹ. Tức là em đi về thì mẹ cũng gọi điện mẹ hỏi là con có kết quả gì chưa. Cái em mới bảo là chưa. Nhưng mà thật sự là không dám qua bên nhà. Tự nghe cái kết quả là em đã khóc từ Sài Gòn đi về nhà. Là con mắt nó bị sưng. Em không qua nói với mẹ nữa. Rồi cái tới ngày Chủ nhật thì em mới nói. Em nói tại vì bây giờ chứ sao giờ mình cũng phải đi điều trị. Thì đi điều trị thì mấy đứa bé ở nhà là phải gửi mẹ. Thành ra can đảm nói. Nói thì mẹ cũng sốc là đi lễ là té đó. Rồi trong suốt quá trình đó thì cũng nhờ mẹ là chăm sóc mấy đứa bé. Còn em thì ông xã lúc nào cũng bên cạnh. Dạ. Anh chia sẻ với chị những cái nỗi buồn đó. Mình nghĩ rằng y học càng ngày càng phát triển đó chị. Thì bây giờ cũng có rất nhiều cái phương pháp gọi là tối ưu để có thể điều trị cho chị. Hy vọng rằng chắc chắn rằng nó sẽ có những cái cách điều trị tốt cho chị ha. Mong rằng mọi thứ nó sẽ trôi qua ha. Trở về với cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu đó. Mình có một cái chút nào đó mà mình chưa bao giờ nói với con dâu về những cái gì mình chịu đựng không? Không, thỉnh thoảng mà chẳng hạn như là bảo con là hôm nay tuần này cho các con nó đi lễ với này nọ á, thì nhiều khi nó lại bảo nó lại thương con nó là mưa không cho đi lễ á, thì cũng hơi buồn với nó tí nhưng mà không dám nói. Hôm nay là mà mẹ chồng chịu đựng đó. Bây giờ qua hai câu chuyện nha, giống cái chuyện nêm nếm thức ăn mẹ chồng cũng biết nhưng mà không có nói. Rồi bây giờ cũng giận cái chuyện đó cũng không dám nói. Có lẽ rằng cũng nhiều cái chuyện giận lắm nhưng mà khả năng chịu đựng của mẹ chồng á, muốn con dâu vui. Đây là một cái nghĩ rằng mẹ chồng rất là tuyệt vời ở chỗ là mình chịu về mình, phần mình là chính. Chứ không lẽ tại sao hơn 20 năm không có chuyện gì xảy ra? Cũng rất là nhiều điều đúng không cô hả? Dạ. Nhưng mà tại sao cô lại nghĩ được cái điều đó mà chịu đựng mà không dám nói với con dâu, sợ con dâu buồn? Tại vì tôi cứ nghĩ như vậy này. Tôi cứ nghĩ là nếu mà nói ra một con dâu cũng vậy, một con rể cũng vậy. Nhiều khi con rể nó cũng làm buồn mà không dám nói. Có khi đến cáo mẹ ruột của con rể thôi. Để cho mẹ chỉ bảo cho con rể. Chứ tôi cũng không dám nói con rể nữa. Tôi sợ các cháu nó buồn. Tôi không dám nói một đứa nào hết. Tôi chỉ chịu vậy thôi. Trời ơi. Có nhiều mẹ chồng nói thẳng luôn. Nhưng nói thẳng cũng không phải là xấu. Dạ. Biết đâu mình chia sẻ để con dâu hiểu mình hơn thì dạ, sao. Dạ dạ. Có bao giờ em cảm giác là mẹ giận mình không? Thì em cũng thấy nếu mà mẹ giận thì sáng mẹ buồn. Nhưng mà tới trưa là xong. Mẹ con vẫn bình thường. Coi như kệ, chắc mẹ giận chưa là hết đúng không? Dạ, không có gì hết á. Thì thôi. Dạ. Mẹ con cái này mẹ không có để bụng. Nhưng mà trong nhà chị có bao giờ chị giống như là chị giấu một cái điều gì đó mà chị chưa từng nói cho mẹ biết? Không có. Không. Mẹ là người tất cả trong chuyện là mẹ là người biết đầu tiên. Từ khi lúc mình có thai. Lúc có bầu đứa đầu tiên nó đã quen. Là cái gì của mẹ trước chứ không bao giờ nói tới mẹ ruột. À. Tức là báo cho mẹ chồng trước. Bất kể chuyện gì. Chuyện gì cũng tâm sự chuyện với mẹ hết. Cũng nói với mẹ hết. Bây giờ ta sẽ xem coi người chồng sẽ nói điều gì trong câu chuyện này nha. Qua chương trình, con gửi lời cảm ơn mẹ đã sinh con và các em. Giờ đây những em chúng con đã lớn khôn hết rồi. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe,
dành nhiều thời gian lo cho bản thân. Những ngày vợ con bệnh hoạn thì mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con rất nhiều, lo cho các cháu. Với vợ thì mong em luôn vững tâm, vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật cũng không là cái gì, chỉ cần luôn luôn vui vẻ để gia đình luôn hạnh phúc. Hôm nay thì 20 năm chắc có lẽ là một thời gian khá dài mẹ con sống chung với nhau. Chị có muốn nói điều gì với mẹ chồng của mình nữa không? Em chỉ muốn là mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Mấy anh chị em thì lớn hết rồi, đứa nào cũng có gia đình hết. Là mẹ cố giữ gìn sức khỏe, lo cho bản thân mình nhiều hơn. Cả cái chân rất là đau, chân bị khớp. Cái chân hồi xưa nó gãy nữa bây giờ đau. Thì cô có muốn điều gì con dâu của mình không? Dạ, thì muốn cho con dâu với gia đình nó là vui vẻ hạnh phúc, và con cái nó học hành giỏi giang, có vậy thôi. Rồi, cảm ơn cô với chị rất nhiều. Hai mẹ con ôm chặt nhau nào. Có thường xuyên đi siêu thị cũng đi dạo dạo chút xíu nha. Rồi, chúc mẹ con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và chúc cho chị sớm khỏi bệnh. Chúc cho gia đình cứ mãi có những tiếng cười thế này. Đây là một những kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình. Cảm ơn anh Quỳnh Linh. Dạ. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và đây phần quà dành tặng cho chị là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Dạ, còn đây nữa là cao linh chi và cao linh chi nhân sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có chức năng là bổ dưỡng khí huyết và giảm cholesterol, giảm mỡ trong máu và giảm suy nhược thần kinh. Đây là phần quà đặc biệt, đó là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng của Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc, xin dành tặng cô và chị ạ. Dạ. Cảm ơn chị Hằng. Thưa quý vị, khán giả xem đài cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng khi trả lời đúng câu hỏi của chương trình thông qua trang fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và quý vị có thể xem dõi chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Lớp TV. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu xin được cảm ơn nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già đã tài trợ cho chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bây giờ Lê Lộc Quỳ Linh xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Kêu anh dậy, anh phát đồ anh mẹ. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Vậy thì cái nó là ai biết nó nè, kệ nó đi vậy đó. Cái bữa hết tôi thấy về mà vợ chồng vui vẻ là tôi mừng lắm. Cái ngày giỗ là giỗ của ông ngoại. Ông ngoại là ai? Là người đẻ ra mẹ mà con không tôn trọng, thì ví dụ như mai mốt mẹ có chết rồi chắc con cũng không tôn trọng mẹ.